Ông tin chép phải không? Đấy. Nếu mà phải nhập chúng ta cân nặng nữa, nhưng mà trên cái phần mềm kia nó có ấy rồi, không có nhập. Mình nhập chúng ta cân nặng thì máy nó tính đầy, mình thấy cơ thể thôi chứ có gì nữa. Thẳng tay lên nặng thì lên tường ha. Đứng này đứng xuống đứng nó không có thấy được gì đâu. Để chung chọc ha. Đời không như là mơ ha, tim bớt, tim lớn nó khác, tim nhỏ ha. Mà nãy anh này tim nhỏ nó làm nó dễ hơn nhiều, tim lớn mình thấy chú ý nè. Cái mõm tim của bác này ha, bây giờ nó sẽ nằm ở tuốt đường nách trước nè. Nhìn đây, không, đường nách giữa luôn á. Mõm tim ngay đây nè, cái lưng xương sáo. Đẩy tim trên đây, thành ra mình sẽ để vị trí trung gian. Mình không có để khoa ly thứ hai được, hiểu không? Đâu thấy gì đâu. Để ngay giữa tim, xích đây chút. Thì mấy em sẽ thấy ha, nó nằm yên nha. Cái này ba nội chủ nè, đóng dồi ha. Này lá bình xa, lá không vành. Này lá bình phải. Trước là lá bình phải, sau là lá không vành. Bên hai lá nè, nó cũng đóng vôi ha. Lá trước nè, lá sau nè, được chưa? Nhĩ trái nè, thất trái nè. Thì cái này người ta gọi là cản âm tự phát. Contrast spontane. Tiếng Pháp là cũng rất là những cái có thể vậy là chuyển động xoáy, nghe không? Tức là có cái đó là tương đương như có huyết khối, hiểu không? Đã có cái công tác spontane thì tương đương có huyết khối bắt buộc phải dùng kháng đông, mà hơn nữa ông đun nhĩ là sao không dùng kháng đông được? Antivitamin K ha, rồi giờ ta tới em. Trong nhĩ trái này. Cái này vẫn cứ xài nó giờ mở từ từ. Bấm mình bấm cái lúc mà xua rồi bấm lúc trên màn hình á. Thì nó giống như là của ATM mình mới đo được. Nó mất tiêu rồi. Không phải. Cái màu trên màn hình nè. Màu mót không phải làm chi màu mới được. Ông đàn ông liền không? The distance out. Có một đứa nhỏ đi qua đi qua. Xe về. Mà chờ đi. Mà bác cố khám cho Hồng Kông, bác là có cái máy. Mà chờ chút xíu. Không qua hùng kia cái phòng này cái máy này là không quen là mất tiền giờ quá. Sao bác mượn cái máy phòng mình mệt quá. Mà không có Vinh nó đang làm sao mượn. Bây giờ với Vinh. Không có giờ nữa. Không qua bây giờ thôi đi. Giờ với Vinh đi đâu. Không phải mình ý là mình muốn vô cái report hay không. Chứ đo này nói gì. Đánh giùm đi Vinh. Ngồi đánh giùm đi. Động mạch chủ 30. Em á, động mạch chủ 30, 87, nhĩ trái cũng 87 ha. Đó, mình cắt ở cái ngang bờ trưa tự do của lá trước, được bố bạn hay lá. Mình đo dimension là thích là từ trên dưới thích phải nè. Thất trái 13. Nó tự nhảy á, người ta tôi có làm cái máy này thường, tôi làm cái máy kia mà, là máy xịn cút mà, không làm máy xịn. Cái xịn nhiều như mấy cái kia làm. 66,5. Mười ba tiếp đi. Hồi nãy nhảy lộn rồi. LVD. Rồi ba số kế ha. Mười tám rưỡi.
40 18 3 cái FS là tần suất rút ngắn á, tần suất tốc rút ngắn 40 69 rồi thất phải 25 rưỡi. Ok ha, data là vậy đó. Tại vì mình không có biết cái cách xài nên nó mất rất rối, chứ còn cái chương trình nó sẽ đo từ trên dưới. Thì cái chỗ cắt đó là bờ tự do bên hai lá, hiểu không? Rồi rồi trên đây mình sẽ đo những khoảng những cái kích thước gì phẫu thuật viên ta cần, là cần cái gì. Cái vòng van hai lá, vòng van hai lá là từ cái bản lề của nó sao, phải không, trừ từ chỗ phần giữa phần di động và không di động, qua tới bản lề đó trước. Cái chỗ mà van lá van động chủ tiếp giáp và dao á thì là bản lề của nó trước. Vòng van hai lá 71 lá trước, à này là chiều dài lá trước nhiều 38 D2. D2 là vòng van động chủ lúc nó đóng 25. Thì cái này là người ta biết, phẫu thuật viên biết là thay cái van động chủ số mấy, hiểu không? Cái van, cái kích thước của van động chủ á. Sau đó mình sẽ vô D1 để mình đo phân tử liên tục. Học bài hạt chủ rồi phải không? Dạ rồi. Phân tử liên tục. Vô đâu đi dimension. Trời ơi, chết tôi rồi. LVOT, LVOT nè, đó. Đó, LVOT đó là đường kính buồng tống. Là đo chỗ vòng van động chủ á, nó tóm lại đo vòng van động chủ lúc nó mở. Hiểu không? Thì phương trình liên tục phát biểu sao, tức là khối lượng máu qua đây, qua điểm này và khối lượng máu qua điểm này trong một nhát bóp sẽ bằng nhau. Tại vì khúc giữa nó đâu có bị rò đâu mà không bằng, phải không? Thành ra mình sẽ lấy cái đường kính chỗ này, đo đường kính nó sẽ tính ra tiết diện, mình coi như nó là hình tròn đi. Đo đường kính máy tính ra cái diện tích, nhân cho cái vận tốc chỗ này, sẽ ra cái lưu lượng máu qua điểm này. Xong rồi mình chia cho vận tốc chỗ này thì sẽ ra cái diện tích chỗ này. Đồng ý không? Quy tắc tam suất. Đó thì đang tính như đó. Rồi, theo cạnh trục ngang ha, để được dọc ha. Rồi xe qua cảnh trục ngang qua đồng chủ nè. Nhìn ha. Và chủ ba mảnh, đóng dòi ha. Rồi động mạch phổi đây. Em thấy ha. Cái này á là lá vành phải. Lá vành trái, lá vành phải, lá cung vành. Động mạch phổi. Phổi động mạch phổi. 1.48. Rồi. Rồi bây giờ từ cái trục ngang qua van động mạch chủ ha, cái đầu giờ vẫn có vị trí đó nha. Nghiêng rồi về phía mẫn tim nè, về phía mẫn tim. Qua van hai lá thấy rõ ha. Được chưa? Đó, cái này nó dính mép thì nó hình tròn. Này bây giờ nhìn lên. Cái gì nó stress? Có, ở trong phòng xem phim số 2 nè. Cái gì? Linh nó hỏi ra cái hồ sơ thái tài để ở đâu? Nó muốn gì nó qua đây? Chắc nó đi kiếm, nó khám bệnh hay sao? Nó sẽ nói cho nó, cho người ta trace ta. Thường mấy kia bấm hai cái như thế này tách ra để mình đo đây. Nó mới xí trang qua dùng. Em kiếm hồ sơ anh chị, hồ sơ hẹn. Em bé nó qua khám đó. Thì cho nó qua khám đi rồi sao? Thì đem hồ sơ qua là phòng số 8 thì thứ hai nó hội chẩn, nó không có đem cái đĩa đây, nó không có hội chẩn được. Dạ, cho nó qua khám đi rồi thứ hai để trả phòng ở trên cho chị nha. Giờ nói bác sĩ trang qua đây, chỉ cho cái máy này thêm lâu cũng nó xài tôi quên. Xí trang. Bên phòng 8 đó. Để lẹ tôi đi liền giờ, giờ tới giờ tôi đi nữa. Yên tâm thi là cắt ra máy mà cắt là đậu ha, không có đo nha, không có mất thời giờ. Để xài máy cũ nó quen rồi, nó để cứ xài luôn.
mới mấy cũ thôi. Em có cơ hội đụng tới mới thì yên tâm. Cái đơn diện tích của anh chỗ nào, đơn diện tích chỗ nào của anh? Như chỗ nào? Chơi hả? Rồi sao nữa? Rồi vẽ. Không vẽ được. À, xong thì làm bằng Elite. Cái máy này á, lâu lâu nó vẽ nó không ra kết quả như đâu bằng Elite. Em có thường là nếu vẽ được em cho Elite chứ. Bấm gì đó. Thường em cho Elite chứ PHP. Thì đâu chính xác. Dạ, tại vì cái máy này có đôi lúc nó không có đo được bằng cái cách vẽ đó. Em phải nói nhưng mà kêu hãng vô nó chỉ lại chứ. Thường em Case nào? Đây, này bấm dạ. Lúc nào nữa? Rồi bấm chọn. Dạ, đây dễ. Mà đâu ra không? À, anh bấm thử bên đây cho nó nhanh lên. Bên này là gì đâu? Không được. Cái đó là BHP. Không phải, BHP là khác. Xem là máy này hoài mày không nhớ. Ông em mua là máy này, mấy máy kia thì em đo bằng chi được. Diện tích mở vai 2 lá 2D á. Diện tích 2 lá có hai cách đo, cách đo 2D với cách đo BHT. Đo bằng cái phổ 1.3. Rồi. Sau xuống cục cơ nè, hai cục cơ trước bên nè, sau giữa. Để nhắc lại mấy thành nè. Đây là trước vách ha. Đây là vách tương thất. Thành dưới, thành sau, thành bên, thành trước, nghe không? Rồi bốn phương đường mỏng. Thở ba lá. Hai phần tư. Máy phòng số 8 thì dễ xài hơn nhưng mà cái phòng nó nhỏ chị nhét vô không vừa. Thở ba lá 2/4 ha, thì mình đo cái vận tốc thở ba lá mình tính được cái trên áp giữa nhĩ phải và thất phải, thất phải và nhĩ phải. Ba phẩy bảy 60, cái này phải cộng 10 ha, 65, 37, 65. 3.7 là vận tốc của cái dòng máu từ nhĩ thất phải qua nhĩ phải ở thiền tâm thu, kịp không? 3.7 là vận tốc của dòng máu từ thất phải chạy lên nhĩ phải ở thiền tâm thu, suy ra trên áp giữa thất phải và nhĩ phải ở thiền tâm thu là 54, tức là 3.7 bình phương nhân 4 là 54. Trên áp 54 mà nếu mà có suy tim thì áp từ nhĩ phải khoảng 10-15 tùy suy tim nặng hay nhẹ. Do đó áp lực thất phải tâm thu sẽ là 64, kịp không? Nếu không có hẹp van động mạch phổi thì áp lực tâm thu động mạch phổi và áp lực tâm thu thất phải coi như bằng nhau, từ từ trên đó nó khoảng chừng 3-4 này. Thành ra mình lấy cái 64 đó tính là áp lực tâm thu động mạch phổi. Tức là cách tính áp lực động mạch phổi ở thì tâm thu bằng cái qua phổ hở ba lá. Nhớ cộng 5, 10 hoặc 15 tùy theo anh ta có suy tim hay không. Không suy tim thì cộng 5. Suy tim nhẹ cộng 10, suy tim nặng cộng 15. 5, 10, 15 là áp lực nhĩ phải tương đương với áp lực tĩnh mạch phổi, áp lực tĩnh mạch trung ương, ha, đồng ý không? Đúng gì? Cái mình đó mình có tiêu chuẩn giống. Tiêu chuẩn gì đây? Cái độ phổi. Đánh giá 1, 2, 3 thì cái này giải rồi, tùy theo độ lan của dòng hở thôi. Thường thường là có nhiều mặt cách đánh giá, thường thường đánh giá theo dựa theo độ lan cho nhanh. Em đi qua phòng số 8 chút xíu qua kiến, 5 phút qua kiến. Cái này như nào? Biết nào để cái vị trí nó đúng. Nhìn cái dòng đó, cái dòng hở nè thì em để cái que em đo là ngay chỗ mà giữa hai lá van áp bằng nhau, thấy không? Thì ra cái phổ, nếu để đúng thì phổ đậm, để sai thì không ra phổ, đơn giản thôi. Rồi hai lá nữa ha. Đánh giá mức độ hở hai lá, ba lá thì có cái bài của thầy rồi ha, nó có tới 10 tiêu chuẩn lận. Ở đây thì mình đánh giá nhanh được cái độ lan của màu thì thực ra nó rất nhiều tiêu chuẩn. Hở hai lá 2.5/4. Thank you.
Paris. Face này ra, face kia nó ra. Van Hela, 2:06:28:13. Ở Hela 2:04. Thầy ơi, cái trường hợp hỏi thì mình định lượng mấy phần tư cũng có 10 tiêu chuẩn lận ha. Thì mình hỏi thầy cái đó, học bài hỏi hai lá thì mình có dạy việc về mở bài hỏi hai lá là coi. Ở đây thường thường mình làm nhanh thì mình dựa vào cái độ lan của dòng màu, nhưng thực ra nó có rất nhiều tiêu chuẩn, nó có là Bisa này, bên đây công tác pha, nhưng thì mình làm quen thì mình nhìn biết. Rồi bây giờ cái này nó đo VT1, tức là đo vận tốc ngay cho vùng tốc thất thất trái á. Thì nãy mình đã có cái đường kính rồi, có cái VT rồi thì máy tính là stock volume ngay chỗ đó, đúng không? Stock volume ngay chỗ VT á, ngay chỗ cái NVOT á là 104 ml mỗi nhát bóp. Mình coi như là nó đều đi ha, chứ thực ra nó không đều, ông này bị rung nhĩ mà. Rồi, mình thao thêm một số nữa phải không? Mình sẽ coi vận tốc của cái dòng máu ngay cái chỗ mà nó mở và thì vận tốc nó đương nhiên nó sẽ cao, do đó mình phải dùng W liên tục mình đo. Cái quan trọng á, không phải đo như thế nào mà cái quan trọng là để đầu giờ như thế nào cho cái động mạch chủ nó dài ra, thấy được năm buồng á thì đo nó mới đúng, hiểu không? Nếu mà mình không thấy được năm buồng mình sẽ đo không có đúng, mình sẽ thấy được động mạch chủ một đoạn luôn á thì mình đo nó mới đúng. Nếu không là mấy chị chưa đo được khúc này thì tính là trật lắc. Thành ra quan trọng là cái 2D làm sao cho nó chính xác á, thì cái kia nó mới chính xác. Hồi nãy mình đo VT1 từ 1 thì mình sẽ lấy cái cao nhất, thì đo VT2 thì cũng lấy cái cao nhất. Thì cái này là AVVT, tức là cái VT ngay chỗ mà output valve ha, thì máy nó sẽ tính ra cho mình. Phần trăm cho bác sĩ. Gần xong rồi. Động mạch chủ 6 147 75. Ha, thành ra máy nó tính nè. Nó là tính ra là 0.85 cm², diện tích mở van động mạch chủ là 0.85 cm². Được chưa Vân? Thấy không? Để nó coi. Trên cái SO. Rồi, ông này có hỏi chủ, mình đo cái DFO của hỏi chủ nè, để mình đánh giá mức độ. DFO của hỏi chủ là 13, hỏi chủ 3/4. Đủ phổ chưa? Rồi, nằm ngửa đâu? Ông có tiền mổ không? Mổ nhiều không sĩ? Tiền công á là 70, kiểm tra máy trước khi rã máy là 10 triệu nữa là 80, hai cái van, mỗi cái van 30 là 60 nữa, cộng đi 140, bảo hiểm thối lợi cho ông 40 khi ra viện sau khi trừ chi phí phát sinh nữa. Rồi ngửa cổ ra, ông đóng trước 140 nha. Dạ. À, cái này là cảnh trục trên nó mất ha, mình sẽ đo hiệu ứng W của tâm trương. Động mạch chủ lên nó sẽ lên đây nè, qua động mạch chủ xuống lên đây, em động mạch chủ ngay chỗ này, đây là động mạch dưới đòn. Thì đối diện động mạch dưới đòn, em động mạch chủ. Đúng rồi, phải giảm mấy cách cái mức mà bữa nay không kịp thì giờ nên đứng đông quá không làm kịp. Đó phổ dương ngay cái phổ âm, đại hiệu nấp lên của tâm trường, ở đây là 22. Đây là eo động mạch quay, động mạch chủ, động mạch chủ ngang nè, mấy động mạch lưng, động mạch cảnh chung, động mạch thân tới đầu cảnh chung là dưới đòn. Thì mình nhớ là cái van động mạch chủ lên đến đây, thì khi mà có hở chủ á, thì tâm trương máu sẽ chạy ngược từ đây vô đây, phải không? Mình sẽ đo vận tốc của dòng máu đó mà tính ra cái mức độ hở chủ, thì đó cái đó người ta gọi là hiệu ứng W cuối tâm trương. Cuối tâm trương nghĩa là trước tâm thu, mình xác định tâm thu á
cái phủ âm này là của động mạch chủ xuống, thành ra chắc chắn phủ âm này là tâm thu, trước tâm thu ha, thành ra sẽ đau phủ dương ngay trước phủ âm là vậy đó. Rồi xong rồi lên đau phủ dương ngay trước phủ âm ha. Có giấy chuột không em ấy. Rồi vô trong phòng nhỏ lấy cái vệ sinh chùi.